Việt xin chào quý vị cũng như toàn thể các bạn. Hiện tại Việt đang ở chợ tạm Xuân La. Hôm nay Việt thấy trong chợ tạm đang là sửa chữa. Nên là các chị nên các chị đã bày bán lá liệt ở đường như này. Rồi. Giá gì mà rẻ thế anh? 80k. À 80k. Cam gì đây anh? Cam Hà Giang. Cam Hà Giang. Ui. 8k. 8.000 nữa. 8.000. Rẻ thế được à? Rẻ. Ui rồi. Lỗ to đấy, 8.000. Cam canh mình thấy cũng rẻ, 30.000. Không khí ở chợ thì rất là nhộn nhịp. Đây là cửa hàng chỉ bán thịt. Việt mời quý vị cũng như các bạn đi lang thang chợ Tết cùng Việt. Không, em quay em đăng lên cho mọi người ở bên nước ngoài cũng như là ở các nơi xem không khí Tết Hà Nội. À, chị à đấy, thế chị thích thì em gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn đấy những hình ảnh rất chân thực tại chợ chợ Tam Xuân Đỉnh đấy, nét mà quay của em là ăn cháo tôm đấy. Rồi được rồi quay tự nhiên như làm các chị đây, những quả Phật thủ nha quý vị cũng như các bạn, chị đẹp. Trái cam và những trái táo. Những trái quýt. Những sữa này. Xoài này. Vâng. Em quay em giới thiệu cho những người không ở Hà Nội ấy. Em làm cuộc sống Hà Nội mà, để cho mọi người biết về không khí Tết tại thủ đô thôi. Và lấy nhiều hoa quả ngon quá. Ồ, có cả quả la nữa. Mùa này mà có la rất chìa độc đấy. Để những trái nhãn. Đây là gạo nứt. Vâng. Em quay những hình ảnh không khí để đăng cho mọi người xem về không khí thủ đô. Nên là chị yên tâm. Đây là gạo nương, nếp nương. Đặc sản của trên vùng cao. Đây là củ gừng này. Đây là củ. Đây là khoai sọ đúng chị nhờ? Vâng, khoai sọ đồi. À đây có tên đây. Vâng. Đây là những củ hành. Đấy. Chợ ngày Tết thì Việt thấy bán rất nhiều hoa này.
các đồ ăn. Việt không hay đi chợ nên là Việt không biết nhiều. Hôm nay Việt sẽ chỉ ghi lại cho quý vị cũng như các bạn xem những hình ảnh đặc sản Quảng Ninh. Chả cá. Lần sau chị đặt số điện thoại đây này. Cái biển nó bị hỏng rồi. À đây ạ. Cái này mình nhập trực tiếp từ Quảng Ninh về đúng không chị? Vâng. Miếng chả cá rất ngon. Ngoài ra có nem hải sản này. Đây là những quả bưởi. Bưởi này là bưởi xuất xứ đâu chị gái? À bưởi Diễn. Bưởi Diễn năm nay giá có cao không chị? Không em ạ. Dạ. 16.000 hả? 16. Ui thế à? Giá rẻ nhờ. So với 3 năm trước thì rẻ một nửa nhờ. Bưởi to ngon, 15-16.000. Tuyệt vời. Cân rưỡi 30.000. Mười mấy nghìn một cân hả chị? 12.000. Nên có cả những quả mít. Và mít chưa. Cái này là số đồ cho các gia đình này, đồ gia dụng. Và cái đồ để kẹo mứt đây rất là đẹp. Đây là cửa hàng rau. Đây là những củ su hào. Bà bán gần hết hàng chưa bà ơi? Còn nhiều lắm, ế quá. Ế quá. Bà. Thế à? À. Năm nay con thấy tình trạng chung đều chậm hơn các năm. Ăn đẹp có cô thấy chứ hơn. Bao nhiêu? Con người nhìn ra mỗi người ta thì người ta. Bưởi này bao tiền quả anh? Hai sợ. Dạ. Hai. Bưởi như vú kia này. Đấy, quả bưởi này rất là to này, đấy, quay quả bưởi to ấy. Vâng. Quả vú thủy cả. Bốn vã. Anh cần vú với anh. Người ta quay hạt, bán hạt thì anh quay vú. Bác ơi. Quay vú được sao? Các anh ở đây hài quá. Đấy, các anh ở đây hài quá. Quay vú được, ai vú to quay hộ á. Quay ai chim con không? Thủy, quay vú không thủy. Đây, đây quay bật điện thoại, quay to lắm. Ngoài ra còn có những cây mía nhá. Rất phong phú. Ồ, hành thì là chị nhặt sẵn.
Cái hành này là chị nhặt sẵn bán đúng không ạ? Đây là những túi mía này. Đấy. Các chị phục vụ rất chu đáo. Chị thử làm việc hộ em xem nào, em xem cái máy cắt mía này nó sắc không? Trơ lắm, không sắc đâu. Chị thử cắt hộ em bắt xem nào. Cắt phải làm gì? Để em xem xem nào, em chưa bao giờ được xem. Nhưng mà tắt vào máy quay đi mới cắt. Anh nhìn sang kia đi, nói năng các fan hâm mộ của em cười chết chứ mà. Đây anh sang anh nhìn này, này chỉ quay cái dao này thôi. Quay gì cái sao? Tắt vào máy quay để em cắt. Xem thế nào. À hay nhỉ. Quay hay. Quay này liệu có được 5 chục không? Ôi tay kéo thế nhỉ. Mùi dao sắc. Mày cô đang bốc hành bên kia là đẹp. Chứ ngày xưa em thấy là cứ lấy cái dao tiện bốn cái quanh ấy. Nó nâu và mất thời nhiều thời gian. Cái này là người ta xem phim bao công nhiều quá, có cái khẩu đầu chạm đấy là người ta dai cả. Rồi, em cảm ơn chị nhá, chúc chị đón khách. Gửi lại những hình ảnh chân thực nhất của Hà Nội mà để cho quý cô chú anh chị và các bạn xem thì sẽ cảm nhận được không khí Tết của người Hà Nội. Bắp sung nơ. Cái này là củ gì nhỉ? Dền đúng không ạ? À dền rồi. Và cải thảo. Việt chỉ biết một số loại rau thôi. Đây là bí này. Ồ, món cà rốt. Tuyệt vời, đây là những bắp ngô này. Vâng. Quay hết. Các bác bán cái gì thì em quay hết. Để thế nó mới là chân thực. Chứ còn nếu mà quay mà không chân thực thì lên tivi xem rồi. Đấy. Đây chợ ở đây hết rồi. Chắc là ở bên kia là một số cây cây cảnh. Việt sẽ hỏi xem nào chị gái bên kia bán quất xem là bao tiền cây quất cảnh. Quất cảnh này bao tiền cây chị nhờ? Như cây này này, cây đẹp này. Rẻ nhờ. Vâng. Thôi em hỏi giá để gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn mà. Vâng. 300 một cây mà nhiều hoa này. Quả nhiều. Như cây cạnh chị này bao nhiêu? Đây nào, thế 300 với 300 một cây. À cũng 300 ạ. Ồ. Rẻ. Cái này là quất này ở đâu chị nhỉ? À cũng là Tứ Liên à? Ừ đúng rồi, em thấy lá nó cũng dày dày ấy. Rẻ. Những cái đồ dụng cụ vệ sinh thường ngày. À các đồ inox Sài Gòn. Tất cả đều 10.000 hết rồi em. À 10.000. À đây đây mình thấy là một số cái lá dong. Lá dong này thì bao tiền một chục cậu à? 140. 140 một chục à? 140 100. À.
140.000 là 100 cái lá dong. Ui giời. Rồi. Ngày xưa hồi nhỏ Việt hay gói bánh nên là Việt thấy là rất là thân quen. Những cái lá dong to hơn là lá dong của ngày xưa. Lá dong rừng đấy. À. Lá dong này có xuất xứ từ ở trên rừng nhá. Không tách nó to thế. Đây còn một vài cành đào đây nữa, Việt sẽ quay và hỏi giá cô xem. Cô ơi, cành đào này bao nhiêu tiền đây? 10 cho chú ảnh. Con cô cứ chào giá thôi, con ghi lại những hình ảnh. 800 và nụ to và đẹp. Đào vĩ luôn. Và đây. Quý vị và các bạn chiêm ngưỡng 800. Đúng đào bích, hoa to lắm. Đấy. Hoa to.